cổ nhân nói rất hay mạng lý hữu thời chung tu hữu mạng lý vô thời mạc cưỡng cầu quý vị phải tin vào nhân quả báo ứng quý vị mong phát tài trong kinh có lý luận và phương pháp để phát tài quý vị học theo thì mới có thể phát tài đúng lý đúng pháp thì mới có thể đạt được không đúng lý không đúng pháp dựa vào phiền não tập khí của chính mình dùng các thứ thủ đoạn bất chắn để đạt được vẫn là do trong mạng có nếu trong mạng chẳng có sẽ không đạt được dẫu đạt được rồi cũng bị mất đi sao lại khổ sở đến thế Vì thế giáo dục nhân quả tốt đẹp lắm Có thể giúp chúng ta sống cuộc đời bình thường Chúng ta cầu trí huệ Cầu sống lâu Cầu của cải Trong kinh Phật đều có các phương pháp Có lý luận Hãy đúng lý, đúng pháp mà cầu trong cửa nhà Phật Có cầu ác ứng Chẳng có gì không cầu được Khó nhất là cầu thành Phật Quý vị thấy thành Phật mà còn có thể cầu được Thì những thứ tiến tâm Lợi dưỡng thế gian Thường gọi là công danh phú quý Nhìn theo Phật Pháp Sẽ toàn là chuyện giặc giảnh Quá nhỏ nhoi Lẽ nào chẳng thể cầu được vì sao không dùng phương pháp bình thường để cầu mà cứ phải dùng thủ đoạn phi pháp do thủ đoạn phi pháp mà cầu được là do trong mạng quý vị có nhưng vẫn là phạm tội phạm tội thì tuy quý vị cầu được trong mạng đã bị chiết khấu suy giảm nhưng chính quý vị chẳng biết nếu quý vị biết trong mạng quý vị phú quý là do nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã tu tập tích lũy trong phật pháp có đạo lý to lớn chớ nên không biết